Xin chào quý vị khán giả của Hà Nội Review, tôi là Minh Hương. Và tôi là Thanh Long. Khi nhắc tới Việt Nam thì rất nhiều khách du lịch muốn tìm hiểu về ẩm thực của nước ta, bởi vì mỗi vùng miền đều có những món ăn đặc trưng và phong phú, đem lại cho du khách những trải nghiệm rất thú vị về ẩm thực. Và tất nhiên là nhắc đến ẩm thực thì mỗi người sẽ có cái sự đánh giá là món đó ngon và có phù hợp với mình hay không. Tuy nhiên là vừa rồi trên một trang ẩm thực của thế giới có tên là Taste Atlas đã gây tranh cãi khi mà đưa ra một danh sách 45 món ăn được cho là tệ nhất tại Việt Nam. Minh Hương thì cũng biết đến cái danh sách đó và hơi bất ngờ một chút, bởi vì là trong đó có rất nhiều món truyền thống và phổ biến tại Việt Nam. Ví dụ như là bánh đậu xanh này, bánh trôi nước, hay là những loại bánh truyền thống là bánh chưng hay bánh tét thì đều có ở trong danh sách này. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi trải nghiệm một trong số các món ăn được cho là tệ nhất đó để xem nó có khách quan hay không. Đứng đầu trong danh sách đó là món bánh đậu xanh. Tuy nhiên đây thì là một món ngọt và dùng để tráng miệng. Vậy nên là ngày hôm nay Hà Nội Review sẽ ăn món mặn trước, sau đó sẽ thưởng thức bánh đậu xanh sau nhé. Và đó chính là món bún đậu mắm tôm. Đậu thì là một món rất là phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội. Thì mặc dù là bún đậu có thể phục vụ ở trong các nhà hàng, nhưng mà chúng ta vẫn thường quen khi mà ăn bún đậu tại các con phố của Hà Nội, khi mà ở các quán vỉa hè như thế này thì sẽ có sự dân dã và cũng đúng với cái tính chất của món ăn này hơn. Đúng vậy, thưởng thức nó sẽ cảm giác nó ngon hơn, bởi vì đây là một món dân dã mà khi vào nhà hàng thì nó kiểu trang trọng quá luôn. Chỉ vừa mới vào quán được 2 phút thôi thì chúng tôi đã được mang lên đây một đĩa rất đầy với đầu tiên là có đậu và chả cốm, cộng với đó là một đĩa bún lá cùng với mắm tôm. Còn lại chúng ta đang đợi thêm còn dồi nữa. Ngày xưa khi mà ăn bún đậu thì sẽ chỉ có đơn giản là đậu này với chả cốm với cả bún thôi. Còn bây giờ thì đã có nhiều món ăn kèm hơn, ví dụ như là lưỡi này, dồi này, hay là giả cầy. Và một thứ không thể thiếu khi ăn bún đậu đó là rau kinh giới. Minh Hương có biết tại sao không? Tại sao vậy? Thì vốn dĩ trong ẩm thực Việt Nam luôn là có sự cân bằng giữa tính dương và tính âm, và rau kinh giới là một cái loại rau gia vị để khi mọi người ăn mắm tôm thì sẽ giảm thiểu cái nguy cơ có thể bị đau bụng. Một kiến thức đã được tiếp thu. Long có vẻ rất là hiểu ẩm thực của Việt Nam nhỉ? Thì vốn dĩ là đây là những món ăn rất là quen thuộc rồi, nên là Long cũng muốn là sẽ tìm hiểu và trân trọng hơn những món ăn ẩm thực của Việt Nam, để khi mà chúng ta gặp bạn bè quốc tế thì chúng ta cũng có một niềm tự hào là Việt Nam cũng là một đất nước có rất nhiều các món ăn ngon, đúng không ạ? Bún đậu mắm tôm thì thực ra cũng không phải là nhiều người ăn được đâu, tại vì họ sợ cái mùi của nó hơi nồng ấy, và ban đầu ngửi có vẻ là chưa quen. Thế nhưng mà khi mà ăn rồi ấy, thì mới bắt đầu cảm thấy yêu thích cái hương vị này, mà có khi còn gây nghiện nữa cơ. Nó cũng giống như cái món sầu riêng ấy. Ai ăn được thì cảm thấy rất là ngon, rất là đỉnh, nhưng mà ai không ăn được thì sẽ cảm thấy là chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là muốn đã chạy xa rồi. Ngay chính cả Thanh Long thì hồi bé Thanh Long cũng không ăn được mắm tôm đâu, nhưng mà có một lần thấy một em bé ít tuổi hơn mình nhưng lại ăn mắm tôm một cách rất là ngon lành, nên là lúc đấy cái máu hiếu thắng nó nổi lên, và lúc đấy mình bảo đứa bé hơn mình còn ăn được thì mình cũng phải ăn được, nên là từ lúc đấy thì ăn mắm tôm thấy cũng nó không ghê như mình tưởng tượng. Vậy nên quý vị ạ, nếu như quý vị đã có ấn tượng không được tốt về món này thì cứ thử một lần đi, biết đâu đấy lại nghiện thì sao, đúng không? Chắc chắn rồi, đây được mệnh danh là một trong những quốc hồn quốc túy của ẩm thực Việt Nam mà, và chúng ta sẽ cùng thử luôn nhá. Bạn chỉ bắt 2 quả quất với cả ớt vào là xong. Vâng ạ. Thanh Long có biết không, nhưng mà Minh Hương có một cách để có thể nhận biết được đâu là hàng có mắm tôm ngon. Đó là khi mà mình vắt quất vào ấy và khuấy đều lên thì cái phần mắm tôm này sẽ sủi bọt màu trắng. Và Long cũng đánh giá khá là cao sự tâm huyết của quán này. Khi mà đưa mắm tôm ra đã có sự hướng dẫn là mọi người chỉ nên vắt 2 quả quất và cho thêm ớt vào thôi, tại vì mắm tôm của quán đã được gia giảm để cho phù hợp với vị ăn rồi. Nhưng mà tuy nhiên là khi mọi người ăn, nếu như mọi người cảm thấy hương vị nó hơi gắt quá thì mọi người có thể cho thêm đường nữa, quán cũng để sẵn lọ đường ở trên bàn rồi. Đây cũng ngon nhá, nó rõ được các hạt cốm luôn ấy, mà ăn dẻo dẻo bùi bùi. Thường thì chả cốm hiện tại có nhiều nơi thì làm miếng chả cốm rất rõ cái màu xanh của hạt cốm, nhưng mà đấy lại là loại mà nó phần màu. Đậu ở đây thì đã được cắt nhỏ ra từng miếng để chiên luôn rồi. Sẽ có một số nơi người ta sẽ để nguyên cả một bìa đậu dài để người ta sẽ chiên, sau đó người ta sẽ cắt ra thành từng miếng. Thì mỗi cách làm sẽ có đem lại một cái hiệu ứng khi ăn khác nhau. Tuy nhiên thì đậu ở đây thì sẽ có một cái cảm giác là miếng nào cũng sẽ giòn, nhưng mà bên trong thì lại mềm. ngon. Minh Hương cũng thích ăn cái kiểu đậu như này, bên ngoài giòn bên trong mềm. Mà mặc dù là rất là đông khách nhá, thế nhưng mà quán khi mà khách đến thì mới bắt đầu chế biến để thực phẩm luôn tươi mới và nóng giòn nhất khi mà đem đến tay khách hàng. Theo như Thanh Long đoán thì đậu ở đây người ta sẽ chia làm chiên 2 lần. Một lần người ta sẽ chiên sơ và lần thứ hai người ta sẽ chiên để cho nó giòn bên ngoài. Và đấy cũng là một cái đặc điểm của đậu miền Bắc nói chung hoặc là đậu làng mơ nói riêng, là một loại đậu mà nó rất là mềm và ngậy. Phần thịt luộc ở đây thì cũng lựa chọn phần thịt chân giò. Đây thì cũng là cái phần ngon nhất của lợn khi mà mình chế biến món thịt luộc. Và đối với thịt chân giò thì ở đây thái khá là dày đúng không? Không bị kiểu mà lướt qua hàng thịt, một lát thịt quá mỏng. Và khi chúng ta nhìn ở miếng thịt chân giò này thì thấy khá là rõ các cái đường vân mỡ và các cái đường gân của thịt. Thì chắc chắn đây cũng là phần thịt được tuyển chọn khá là ngon rồi. Ở đây quán cũng làm rất là sạch này, phần bì thì nó cũng không bị còn những sợi lông nữa. Còn ngoài ra thì món dồi lúc nãy Thanh Long có thử thì đây là trong dồi có cả đỗ xanh, cũng tạo một cái cảm giác ăn rất là bùi bùi khi mà ăn dồi, và nó không bị quá nhiều mỡ, không bị ngấy khi ăn. Khác với một số các quán bún đậu mà giới trẻ hay ăn thì ở đây người ta sẽ trình bày, sẽ để mỗi món ở một đĩa khác nhau. Và một cái ấn tượng khá là điểm cộng khá là lớn đối với Thanh Long đó là rổ rau ở đây trông khá là tươi, khá là bắt mắt, trông khá là tươi và sạch sẽ nữa cơ. Bởi vì là đây có thể nhìn là từng cái lá này nó cũng không còn đọng lại những giọt nước thừa. Và trông rau khá là ráo đúng không? Ngoài ra thì có ớt này và quất, trong miền Nam gọi là tắc á, thì cũng được để sẵn ở trên bàn để mọi người có thể dễ dàng gia giảm theo cho bát mắm tôm của mình vừa vị nhất. Ngoài ra thì nếu như mọi người không ăn được mắm tôm thì ở đây cũng sẽ có phục vụ nước mắm. Quán thì làm quán nhỏ nằm ở trong ngõ Đông Thái. Thế nhưng mà ở đây thì có rất là nhiều khách hàng đến đây này, từ các bạn trẻ cho đến trung tuổi và các anh chị dân văn phòng cũng đến đây để lựa chọn. Và một cái đặc điểm nhận dạng một quán ngon đó là quán ở đây thì đa số đều là các cô chú, các anh chị là những người lớn đến ăn. Thì khi mà người lớn đi ăn thì thường rất là tự tin, rất là thường chắc chắn sẽ là cần đáp ứng được 2 tiêu chí. Thứ nhất là đồ ăn phải ngon, thứ hai là chất lượng phải sạch sẽ. Nên là đây cũng là một cái đặc điểm để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn một quán ăn ngon cho mình. Món ăn này là một món ăn dân tộc, mang đậm hương vị của đồng quê Việt Nam. Thế cho nên là cũng có thể là do cái hương vị, cái mùi vị thì có lúc đầu thì hơi khó ăn. Thế nhưng mà khi mà mình ăn và cảm nhận thì sẽ thấy đúng là một cái hương vị đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ của người Việt Nam. Mình là một người mà sinh sống ở bên Đức và làm việc bên Đức khoảng 20 năm nay. Cái hương vị Việt Nam nó là mùi mắm tôm, nó là bún đậu, nó là rất là nhiều thứ. Nhưng mà đặc biệt, theo mình nghĩ cái quan điểm của mình, món ăn nó là cũng là cả một cái nghệ thuật cũng như là âm nhạc, có người thích thế này, có người thích thế kia. Nhưng mà theo mình đánh giá thì bún đậu mắm tôm nó là nói chung là hồn quốc túy của người Việt Nam mình rồi. Thế rồi đi đâu nó vẫn cứ nhớ. Còn nếu các bạn nào không thích ấy, thì là cũng có thể là thử hoặc là không thích thì cũng đừng đánh giá, vì các bạn có thể thích nhạc rap, tôi có thể thích nhạc xì lô chẳng hạn, hay là có thể thích nhạc cổ điển. Đấy là một cái sự coi như là sở thích của mỗi người. Không thích không thử thì cũng không nên đánh giá về những cái món ăn đây. Chúng tôi ở đây rất là đông người buổi trưa đến bún đậu mắm tôm đây. Ra món ăn ấy thì mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng. Với mỗi người này thì sẽ là món ngon, nhưng mà với người khác thì người ta lại cảm thấy là người ta không hợp vị. Thế nên là để mà nói là món ăn tệ nhất ấy, thì em nghĩ cái điều đấy là không đúng. Nhìn theo mọi người đây thì rất là đông khách ăn. Đối với người Việt Nam hoặc cũng có cả những người nước ngoài người ta đến ăn thì em nghĩ là không nên nói về để làm món ăn của một quốc gia nọ là món ăn không ngon, vì nó sẽ liên quan đến cái văn hóa của đất nước đấy, liên quan đến cái thói quen sinh hoạt của cái đất nước đấy. Thế nên là với em thì món bún đậu mắm tôm là món rất là ngon, và em muốn mọi người trên thế giới khi mà đối Việt Nam ý, thì nên thử món bún đậu mắm tôm. Món bún đậu mắm tôm là món anh rất thích ăn, tuần nào cũng phải 2 đến 3 ngày anh đi ăn một tuần. Trong tuần thì anh ăn mắm tôm ở đây hàng ngày rất là ngon, nổi tiếng, anh rất thích. Còn về quan điểm cá nhân của anh thì do có thể mọi người chưa quen với lại mắm tôm của Việt Nam, dẫn đến tình trạng là lúc đầu ăn nó cũng hơi khó khăn một tí, nhưng về sau nếu mà ăn nhiều thì sẽ thấy rất là ngon. Tại vì anh lúc đầu cũng không quen ăn mắm tôm, anh là ăn nước mắm, nhưng mà sau đấy là đến đây và cảm nhận được hương vị của mắm tôm nên là anh ăn rất là thích. Vậy thì theo anh cái món bún đậu mắm tôm này nó có khó ăn với những người nước ngoài không ạ? Nếu mà theo anh cảm nhận là sẽ mất khoảng tầm bát đầu tiên thì sẽ hơi khó ăn một tí, nhưng mà đến bát thứ hai thì sẽ ngon đấy. Nhưng quý vị có thể thấy, món bún đậu mắm tôm được rất nhiều người Việt Nam yêu thích. Nếu chỉ dựa trên đánh giá của trang ẩm thực kia, có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ mất một món ngon rồi. Và với Hà Nội Review, bún đậu mắm tôm xứng đáng được nhận 4 sao. Cũng giống như bún đậu mắm tôm, một vài món ăn trong danh sách này cũng sẽ cần có một cách ăn đúng. Bởi vì là mỗi món ăn thì đều sẽ đi kèm một gia vị hoặc là một cách ăn khác nhau. Minh Hương tin rằng là nếu quý vị ăn đúng cách thì sẽ cảm thấy những món ăn trong danh sách này không quá tệ đến mức đấy đâu. Và món bánh đậu xanh chúng tôi cũng rất là bất ngờ khi mà thấy món bánh đậu xanh được liệt kê vào danh sách những món ăn tệ nhất của Việt Nam. Nhưng mà đây lại là một món đặc sản đến từ Hải Dương, và nguyên liệu chính thì chắc chắn là đến từ đậu xanh rồi, cộng với một vài hương liệu khác để tạo nên một món bánh rất là tinh tế. Vì đánh giá món ăn này là tệ nhất của một trang nước ngoài, vậy nên là Minh Hương sẽ thử một trải nghiệm nho nhỏ, sẽ mời những vị khách nước ngoài để thưởng thức cái món bánh đậu xanh này, xem họ cảm thấy như thế nào nhé. Hương vị rất ngon, có một chút khô nhưng vẫn giữ được vị ngọt. Nó ngọt và khô, cảm giác tan ra trong miệng, rất khó để diễn tả. Tôi khá thích nó. Đây là món ăn được cho là tệ nhất Việt Nam. Bạn nghĩ sao về điều này? Được đánh giá là tệ nhất ư? Tôi thấy nó rất ngon mà, không phải là món tệ nhất đâu. Vị của nó rất ngọt. Tôi sẽ không nói đây là món ăn tệ nhất Việt Nam, nhưng tôi không thích lắm, nó quá ngọt. Bạn hãy thử ăn bánh rồi uống một ngụm trà xem. Hương vị rất khác đấy. Được, tôi sẽ thử với trà. Vị sẽ rất khác nếu như ta uống trà vào. Tôi sẽ thử lại lần nữa. Tôi thích vị khi mà không có trà hơn. Tôi cảm nhận được rõ vị bánh khi ăn riêng. Đây không phải món ăn Việt Nam ngon nhất tôi từng thử, nhưng tôi thích nó, hương vị rất tuyệt vời. Bạn có đồng ý với ý kiến món ăn này tệ nhất Việt Nam không? Không. Đây chắc chắn không phải là món ăn tệ nhất Việt Nam đâu. Giờ hãy cùng thử với trà nhé. Món ăn này rất ngon khi dùng với trà. Lần thứ hai thử món này ngon hơn lần một đấy. Bạn thấy hai món này có hợp với nhau không? Có chứ, sự kết hợp rất tuyệt. Tôi thích vị của trà. Trà Việt Nam quá là đỉnh, món này ngon hơn khi dùng với trà. Thực ra thì khẩu vị mỗi người sẽ có một khác, mà trong các vị khách nước ngoài thì cũng có những cái phản hồi rất là tích cực. Nhưng mà tuy nhiên thì chung quy lại là họ đánh giá là suy cho cùng thì món bánh đậu xanh này có thể là họ chưa thích, nhưng cũng không phải là một món tệ nhất tại Việt Nam khi mà họ đã từng thử. Vậy thì theo Minh Hương thì cái lý do gì khiến cho các vị khách nước ngoài sẽ cảm thấy là không thích món bánh đậu xanh này? Có vẻ như là cái độ ngọt của bánh đậu xanh này ngọt quá. Đến chính Minh Hương khi mà ăn thì cũng cảm thấy là nó bị ngọt gắt mà. Vậy nên là với những vị khách nước ngoài thì nhiều người ta còn hay ăn kiêng và giảm một cái lượng đường đáng kể trong đồ ăn nữa. Còn đối với Thanh Long thì Thanh Long lại nghĩ rằng là món bánh đậu xanh này có một điểm chung hơi giống với món oản hoặc là các món bánh khảo. Thì có một cái điểm đó là khi Thanh Long ăn thì cảm thấy là cái kết cấu của món bánh này sẽ hơi khô và sẽ cảm thấy là hơi dính ở trong miệng mình một chút. Nên là khi ăn thì mọi người thường sẽ là hay uống thêm trà, đúng không? Để cho nó dễ trôi hơn. Thì có thể đấy cũng là một trong các lý do mà khiến các vị khách nước ngoài cảm thấy là cái kết cấu của món bánh đậu xanh này không thật sự là dễ để cho người ta cảm nhận lắm. Nếu mà chúng ta thưởng thức cùng với cả trà thì sẽ làm giảm bớt đi cái độ ngọt của bánh đậu xanh. Chính xác, món bánh đậu xanh cũng thường hay xuất hiện ở trên các bàn trà. Khi mà chúng ta ăn một viên bánh đậu xanh nhỏ xinh, uống một ngụm trà có hương vị hơi chát nhẹ, thì tổng hòa lại trong khoang miệng của mọi người sẽ là một hương vị nó bùi bùi ngọt ngọt. Và đó là một thức quà rất là tinh tế của người Việt Nam đó. Ngay ở những quán nước vỉa hè tại Hà Nội thế này thôi cũng có bán những chiếc bánh đậu xanh như thế này để chúng ta dễ dàng thưởng thức và tận hưởng hương vị của nó. Và chắc chắn rồi, trong một buổi chiều đẹp như thế này thì không có lý do gì để chúng ta có thể từ chối có một cái không gian nó yên bình và thưởng thức những món quà dân dã như này. Long thì thích ăn cái bánh này không hay là ăn kèm với trà? Nếu mà đúng theo cá nhân Long thì Long sẽ thích ăn một bánh này không hơn. Tại vì là cá nhân Long thì Long chưa thật sự cảm thấy là mình hợp với việc uống trà lắm. Có thể là cần đến một độ tuổi nào đấy khi mà mình đã lớn hơn, mình sẽ cảm thấy là việc uống trà giúp mình thư thái hơn thì mình sẽ cảm thấy trà nó ngon. Còn hiện tại thì uống trà thì mình vẫn thấy là nó đắng thôi, nó đắng và nó chát thôi. Mà Long cũng đã từng rất là thắc mắc là tại sao một cái thanh bánh đậu xanh nó có thể rất là mềm và dễ vụn như này nhưng người ta lại có thể chia nó ra thành từng viên này rất khéo nhỉ? Đấy cũng là một sự tinh tế chứ. Thế mới nói là đồ ăn Việt Nam không chỉ phong phú về món ăn mà còn đa dạng về cách chế biến cũng như là cách làm nữa. Và người ta cũng thường sử dụng món bánh đậu xanh này để phục vụ cho những cái nhu cầu ví dụ như là muốn để chuẩn bị đồ đi lễ, đi thắp hương này, hoặc là cũng chuẩn bị món bánh đậu xanh này ở trong một số các cháp để ăn hỏi. Thì đây cũng là một trong những thức quà truyền thống mà không thể nào thiếu của Việt Nam. Mặc dù là món bánh đặc sản của Hải Dương nhưng mà có thể là đi đâu chúng ta cũng thể dễ dàng tìm thấy. Đậu xanh thì cũng là một nguyên liệu rất là quen thuộc ở trong rất nhiều các món ăn cổ truyền của Việt Nam. Ví dụ như là có bánh chưng này hay các món bánh cốm, bánh su xê này cũng đều có đậu xanh mà. Nên là cho dù như thế nào thì đậu xanh nói chung hay là món bánh đậu xanh vẫn luôn là một món ăn truyền thống và cũng là một niềm tự hào mang đậm cái văn hóa của người Việt. Món ăn tiếp theo chúng tôi sẽ thử đó chính là món bò bía. Bò bía thì là một món ăn vặt đã quá quen thuộc khi mà xuất hiện ở ngoài cổng trường rồi. Và đến bây giờ thì nó lại càng phổ biến hơn, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên đường phố Hà Nội. Nhưng mà dễ tìm thấy nhất có lẽ là con đường Thanh Niên, bởi vì dọc ở trên con đường này sẽ có rất nhiều hàng rong như thế này đây. Và cái lá này thì theo như cô chủ quán vừa chia sẻ thì lá này được nấu lên cùng với một thành phần rất đặc biệt, đó là nước cốt dừa. Và tôi tin là với một thành phần như thế thì sẽ tạo nên được một kết cấu nó sẽ mềm ẩm và sẽ có một lớp vỏ dẻo dai khác hẳn hoàn toàn với các loại vỏ khác. Ngày xưa ấy, hồi còn bé khi mà cái món này còn chưa phổ biến, Hương nghĩ đến bò bía lại nghĩ là ở bên trong nó phải có thịt bò cơ. Thế nhưng ai ngờ nó lại là một món ngọt như này. Thực ra thì Minh Hương tưởng như vậy cũng đúng đấy, tại vì là ở ngoài miền Bắc thì sẽ gọi đây là món bò bía ngọt. Còn ở trong miền Nam cũng có một món bò bía khác, đó là một dạng giống gỏi cuốn của mình á, người ta cũng là một món mặn nhưng cũng là một món ăn chơi hàng ngày. Ở bên trong sẽ có dừa tươi, kẹo mạch nha và được rắc lên là mè đen. Chỉ với 4 nguyên liệu đấy thôi đã tạo nên một món ăn rất là quen thuộc với các bạn học sinh, sinh viên. Lâu lắm rồi Minh Hương mới ăn lại món này, cảm giác được trở về tuổi thơ lắm. Và ngày xưa không biết Minh Hương như thế nào nhưng ngày xưa Thanh Long có một cái mẹo, đó là một cây bò bía này với giá 10.000 nhưng mà sẽ xin tách ra thành hai cái là hai cái nhỏ 5.000 thì sẽ cảm giác là ăn sẽ được nhiều hơn. Đấy là một cái mẹo khi mà hồi học sinh thì hay làm như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lại kiếm những vị khách nước ngoài để xem là cảm nhận của họ với món bò bía này như thế nào nhé. Món này ngon đó, trông đơn giản nhưng lại có hương vị rất lôi cuốn. Có đánh giá cho rằng đây là món ăn tệ nhất Việt Nam. Bạn nghĩ sao về điều này? Không, chắc chắn là không. Tôi đã ở Việt Nam vài ngày, tôi nghĩ món này ngon như kiểu một món ăn vặt vậy. Trên thang điểm 5 sao, bạn đánh giá mấy sao? 3 sao nhé. Món ăn này có chút vị ngọt, rất ngon. Tôi cũng cảm thấy rất ngon và tôi cảm nhận được sự tươi mới của dừa. Bên trong này có những gì vậy? Trong đó có mạch nha, dừa và vừng đen. Tôi thích nhất là dừa bên trong. Các bạn chấm món này mấy sao? 4 sao nhé. Tôi cũng chấm 4 sao. Có người nói rằng bò bía là món ăn tệ nhất Việt Nam. Bạn nghĩ sao? Không phải đâu. Món này rất ngon. Xem ra món ăn vặt này cũng đã làm hài lòng những vị khách quốc tế đó chứ. Xin dành tặng cho bò bía 3,5 sao nha. Và món ăn tiếp theo chúng tôi lựa chọn ở trong danh sách những món ăn mà được cho là tệ nhất đó thì đó chính là món bánh giò. Phần vỏ bánh giò thì sẽ được làm từ bột nếp và bột gạo tẻ, sẽ có một độ mịn và độ dẻo ấy. Và trong nhân bánh giò thì sẽ bao gồm có nhân thịt cộng với mộc nhĩ và nấm hương, hạt tiêu nữa. Thì tôi tin là món bánh giò thì rất nhiều người đã từng ăn rồi. Và chúng ta có thể ăn và làm món ăn sáng, món ăn chính cũng được, hoặc là có thể ăn với món quà chiều. Và hiện tại thì chúng tôi đã gọi một suất bánh giò đầy đủ, bao gồm có dưa góp, có giò bò, có chả cốm, có cả giò tai nữa. Ôi, nhưng mà phải công nhận nhá, bánh giò ở đây có một cái tên rất là đặc biệt, đó chính là bánh giò khủng long. Bởi vì là cái cỡ của bánh giò này to hơn những cái bánh giò thông thường rất là nhiều, chứ không phải to gấp đôi luôn ấy. ra rồi, và cộng với rất nhiều topping như thế này, rất nhiều đồ ăn kèm, thì mọi người có thể thấy là đang trên tay Minh Hương đang là một miệng bánh giò rất to, và phải nói thật là cầm lên cũng hơi nặng tay, đúng không? Đúng vậy. Và một suất này thì có lẽ phải dành cho hai người ăn, chứ ai mà ăn ít ý, hoặc là các bạn nữ ý, thì chắc là không ăn hết được một suất này đâu. Hoặc là nếu như mọi người muốn ăn, có thể lựa chọn là chỉ ăn riêng bánh giò thôi và không cần gọi thêm các món ăn kèm cũng được. Thì ngay ở trong nhân bánh giò cũng đã có nhân thịt và mộc nhĩ rồi, thì cũng đã đủ, khá là đủ dinh dưỡng cho mọi người rồi. Món bánh giò này có thể dễ dàng kết hợp với rất nhiều nguyên liệu để chúng ta có thể làm trở thành một món ăn kèm. Trước khi ăn nhưng mà thấy mùi của nấm hương và thịt đã bốc lên rất là thơm rồi, đúng không Minh Hương? Thơm ấy. Ôi mà cái phần vỏ bánh giò này nhá, ăn kiểu tan ra trong miệng ấy. Đối với bánh giò ở hàng này thì cái kết cấu vỏ sẽ là một dạng kết cấu nó vừa đủ độ dẻo, mịn và không hề bị cứng, đúng không? Sẽ có một số quán khi mà người ta làm, người ta sẽ có thể cho thêm cả một hàn the nữa để tạo cho bánh giò nó chắc hơn. Nhưng mà như ăn như thế này thì nó mới đúng nguyên bản và cũng như là sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn. Và cái món bánh giò này nó hay ở cái chỗ đó là khi mà bánh giò được hấp lên, luộc lên thì cái độ ngọt của thịt, nấm hương, mộc nhĩ bên trong nó sẽ lại hòa quyện ra với cái bột bánh ở bên ngoài, nên là tạo nên tổng thể hương vị rất là hài hòa. Minh Hương nghĩ rằng lý do gì khiến cho các bạn thực khách ở trên thế giới lại cho rằng đây là một món ăn dở tệ tại Việt Nam? Theo cá nhân Minh Hương, có lẽ là họ cảm thấy cái phần bánh này nó hơi bị nát quá, hay có lẽ thế thôi, bởi vì mình cũng không thể biết được, vì cá nhân mình khi mà ăn món này thì mình lại thấy nó ngon mà. Nó là một món quá là thuần Việt luôn ấy. Chính xác, và có gần như là tuổi thơ thì ai cũng sẽ đã từng ăn món bánh giò này rồi. Thậm chí là sẽ có những gia đình tự làm bánh giò tại nhà, đúng không? Và ngoài ra thì món bánh giò này có rất nhiều các anh em họ hàng khác. Ví dụ như là bánh tẻ, đúng không? Cũng là một dạng bánh mà cũng có nhân gần giống như thế này, và cũng có thành phần là làm từ bột gạo, bột nếp. Về mặt cảm quan thì thấy thịt ở đây nó rất hồng, màu hồng, thịt trông nó hồng và có kết cấu khá là dẻo khi ăn. Thì thường là thịt phải tươi, có sự chọn lọc thì sẽ tạo ra được cái kết cấu như thế này. Tại vì nếu thịt mà không đảm bảo thì sẽ tạo ra cái cảm giác ăn nó không được ngon, không được tươi như thế này nữa. Nên bánh giò này là một món rất là lâu đời, nó như kiểu là ăn sâu vào trong tiềm thức của mình ấy, nên là thành quen mình sẽ yêu món này. Nên là mình chắc chắn mình phản đối về ý kiến đấy rồi. Cái vỏ nó rất là mềm, cảm giác như là không có tí hóa chất, tí hàn the hay gì á, rất là mềm tan trong miệng. Nhân thì rất là đầy đặn, không quá ngậy, không nhiều mỡ, không có tỷ lệ mỡ và nạc, nó rất là hài hòa, không bị ngấy. Giò chả thì ngon, đầy đủ. Từ nhỏ nó suốt ngày được ăn bánh giò, cháo sườn, đấy là những cái món được ăn. Và thấy ngày xưa nó còn không nóng, bánh giò ngày xưa còn nguội, bán ở sạp ngoài chợ là bán nguội, sau này mới nóng. Và chị thấy là nó ngon vì cái nhân nó có thịt với mộc nhĩ, và là những cái món nói chung là chắc là cổ truyền của Việt Nam ấy. Sau đó thì lớn lên thì bắt đầu có những cái đồ nóng kiểu này này, thì lại càng thấy ngon hơn, vì thấy là kết hợp cả giò chả rồi là thêm giấm, thêm nhiều gia vị khác, có cả cay, ngày xưa thì không có cay, sau này thêm cả món cay các thứ nữa. Thì với chị thì món bánh giò là món rất ngon, đặc biệt vào tầm 3-4 giờ chiều này ăn thì quá ngon. So với cả cái thẩm mỹ nước ngoài ấy, họ thấy nó sẽ hơi bị hổ lốn, nhìn nó cứ nát xong rồi cảm giác cái món ăn nó vữa, nó không được ngon mắt. Vì khi nước ngoài thì đôi khi là họ hay có thiên hướng là cái thị giác là cái cảm giác đầu tiên của họ về món ăn, mùi nữa. Thế nên là thành ra là món này có hành nhá, nếu mà có hành cũng làm cái dậy mùi mà người nước ngoài chị nghĩ nó sẽ không thích, giống như kiểu mắm tôm ấy. Nhưng mà ai đã thích ăn rồi thì sẽ rất thích những cái mùi vị gia truyền đấy của tỏi, ớt, hành, mắm tôm, là thích mê. Và với một món truyền thống quen thuộc như thế này thì Hà Nội Review sẽ dành cho món ăn này với mức điểm 4 sao. Vì thời lượng của chương trình có hạn, vậy nên là Minh Hương và Thanh Long sẽ chỉ kiểm chứng một vài món ăn trong danh sách đó mà thôi. Và ẩm thực của Việt Nam thì rất là phong phú và đa dạng. Việc đánh giá một món ăn là ngon hay là dở thì còn phụ thuộc vào khẩu vị và văn hóa của từng vùng miền. Vậy nên thông qua số lần này, hy vọng quý vị sẽ có cái nhìn khách quan hơn về những món ăn của Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Hà Nội Review và đừng quên ủng hộ Hà Nội Review trên kênh Hà Nội 1, website hanoionline.vn, cùng với đó là các nền tảng số khác như Facebook, YouTube và TikTok của đài. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.